Giang lấn át Kỳ Duyên khi làm giám khảo chung, được ví như thầy bói ở cuộc thi Siêu Mẫu. Sau nhiều năm lỡ hẹn, năm 2018, Siêu Mẫu Việt Nam đã trở lại với format truyền hình thực tế vào tối ngày 24 tháng 8 với hai vị huấn luyện viên dẫn dắt các thí sinh là Hương Giang và Kỳ Duyên. Trước đó, khi vừa công bố, hai huấn luyện viên bị phản ứng kịch liệt vì không phải là các người mẫu chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm. Khán giả đặt ra câu hỏi, cả hai sẽ làm gì ở một cuộc thi về người mẫu? Tính chuyên môn chưa sâu, giám khảo thể hiện lấn át thí sinh. Tập 1 của Siêu Mẫu Việt Nam 2018 ngay từ đầu đã khiến khán giả khó hiểu khi để hai huấn luyện viên ngồi chấm cùng giám khảo khách mời, gồm nhà tài trợ và một thành viên của Viện Thẩm mỹ, không có những lời giới thiệu đủ sâu sắc và thuyết phục. Ở tập 1, khán giả có thể nhận ra tuy Kỳ Duyên còn ít tuổi nhưng cách thể hiện của cô khá ôn hòa, cân bằng, khác với cách thể hiện quan điểm trực tiếp, chủ động có phần chủ quan của Hương Giang. Kỳ Duyên nghiêm túc đưa ra những bình luận và nhận xét mang tính chuyên môn để góp ý với các thí sinh. Hương Giang cũng thể hiện những hiểu biết về trình diễn, đánh giá và biểu cảm. Nhưng có thể qua cách biên tập, khán giả nhận ra cô hay đùa giỡn và dường như thiếu sự nghiêm túc khi cần thiết. Một thí sinh nữ trong phần thi chụp hình dưới máy tạo mưa, thay vì có những nhận xét mang tính xây dựng, Hương Giang đưa ra các lời bình như cô gái đứng sau màn mưa, cô gái hứng dừa, hay khi giám khảo đang nhận xét, cô lại đột nhiên hát. Trong phần tranh luận dành thí sinh, hai vị huấn luyện viên đưa ra những lời chiêu dụ khá thú vị, kịch tính và gây tranh cãi. Tuy vậy, với các khán giả ưu tiên và đề cao yếu tố chuyên môn về thời trang, phần tranh luận và chiêu dụ của hai vị huấn luyện viên có phần thái quá và lý lẽ chưa thuyết phục người nghe. Trong phần tranh giành thí sinh, huấn luyện viên Hương Giang chia sẻ cô có giác quan thứ 6 khi từ năm 6 tuổi đã linh cảm mình sẽ là ca sĩ, và khi đặt chân đến Thái Lan, Hương Giang đã linh cảm mình sẽ là hoa hậu. Khi nhìn thí sinh, cô đã biết thí sinh này sẽ làm nên chuyện. Phần giới thiệu này của Hương Giang bị ví như những lời quảng cáo của một thầy bói, cô cũng có những câu nói gây khó hiểu. Đã là hoa hậu thì mặc gì cũng phải đẹp, nhưng là siêu mẫu thì mặc phải gây tranh cãi. Gương mặt cũ mạnh hơn thí sinh mới, thử thách chưa hấp dẫn. Ở Siêu Mẫu Việt Nam năm nay, bên cạnh những gương mặt mới, có nhiều thí sinh dày dặn kinh nghiệm và đã tham gia nhiều cuộc thi người mẫu hoa hậu trước đó. Một số gương mặt thậm chí còn tạo ra cảm giác lớn lướt cả huấn luyện viên khi đã vào nghề và hoạt động với thời gian còn lâu hơn những người cầm cân nảy mực như Thu Hiền, Bảo Ngọc. Trong nhóm thí sinh lên sóng ở tập 1 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, không có gương mặt mới sáng giá và có được sức hút mạnh ngay từ đầu như các năm đầu, tạo nên làn sóng mạnh và truyền thông săn đón. Các thí sinh mạnh của năm nay hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc như Khánh Vân, Bảo Ngọc, Đông Hạ, đã cứng cáp về nghề nên không thực sự tạo nên quá nhiều sự mới mẻ. Kỹ năng chưa đồng đều cũng cho thấy tính cạnh tranh của siêu mẫu chỉ có thể được thể hiện khi lượng thí sinh vào vòng trong rút lại, với những gương mặt mạnh và năng lực thể hiện rõ qua các thử thách. Ngay ở tập đầu, các thí sinh được tham gia hai phần thử thách, tạo dáng dưới máy tạo mưa và trang phục tự chọn. Đây không phải là những phần thử thách mới lạ và đã xuất hiện trong rất nhiều chương trình tìm kiếm người mẫu, nên tính đột phá trong format của siêu mẫu Việt Nam năm nay chưa cao. Với nội dung từ tập 1 và chỉ được phát trực tuyến, khán giả nhận định sức hấp dẫn của siêu mẫu Việt Nam 2018 sẽ yếu thế hơn, với một sân chơi cũng dành cho người mẫu khác là The Face sẽ lên sóng sau đó khi có lợi thế phát trên truyền hình. Kỳ Duyên bật khóc tức tưởi vì thua cuộc trước Hương Giang. Vào tối ngày 30 tháng 8, tập 2 chương trình Siêu Mẫu Việt Nam 2018 đã chính thức lên sóng với nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn. Trong tập này, hai đội Hương Giang và Kỳ Duyên sẽ phải thực hiện thử thách chụp hình trong nhà máy dệt. Dù chỉ là thử thách đầu tiên, nhưng cả Hương Giang và Kỳ Duyên đều rất vất vả khi phải chỉ đạo 16 thí sinh trong đội mình chụp hình theo nhiều bối cảnh khác nhau. Bởi vậy, hai vị huấn luyện viên không tránh khỏi những phút thiếu kiểm soát dẫn đến cáu gắt và la mắng thí sinh. Chẳng hạn khi một thí sinh nhìn quá lâu vào máy ảnh, Hương Giang đã nhăn mặt quát, không nhìn vào máy ảnh, không được nhìn vào máy ảnh. Sau khi chụp hình xong, Hương Giang còn răng thí sinh của mình một cách nghiêm khắc. Kết quả như thế nào, đã tốt hay chưa thì các bạn phải tự tin trả lời cho mình. Đấy là ăn may hay khả năng của các bạn. Từng dáng một tôi đều phải bay vào để chỉ từng chút một, làm sao cho mọi thứ trôi chảy. Câu trả lời ở đây phải do các bạn chưa. Kỳ Duyên còn dễ nổi cáu hơn Hương Giang. Trong lúc thị phạm thí sinh, cô còn gắt lên rồi chỉ tay về phía thí sinh. Em lui xuống ngay. Em không thể nào để chị dạy cho em từng tí một như thế được. Sau khi chụp hình xong, Kỳ Duyên cũng trách các thí sinh của mình. Tha tôi kệ mọi người, tôi không tốt đi thì thôi. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi, để đến giờ tôi mất giọng hoàn toàn. Vậy mà tôi không hiểu sao mọi người lại không có một chút năng lượng nào như thế. Sau khi ban giám khảo chấm xong các phần thi, đội Kỳ Duyên đã thua đội Hương Giang. Kỳ Duyên cảm thấy buồn bã và thất vọng trước kết quả này. Cô khóc tức tưởi trước mặt thí sinh của mình. Cô vừa khóc vừa nói, vừa thua mà mình phải phục người ta. Xin lỗi mọi người, nhưng tôi không thể nào kiềm chế được. Khi Hương Giang bước vào để khuyên nhủ, Kỳ Duyên lạnh lùng mời cô ra ngoài. Em đang nói chuyện với team của em, lát nữa em sẽ mời chị vào. Sau khi bước vào, Hương Giang đã phê bình thẳng thắn Kỳ Duyên. Trên cương vị một huấn luyện viên, em phải là người truyền lửa. Nếu các bạn ấy chưa làm được, chị mong em phải lăn xả hơn nữa. Hôm nay chị chưa thấy em lăn xả và em đang sợ mất hình ảnh trong một điều gì đấy. Chị rất nhớ hình ảnh của em khi còn là một vị huấn luyện viên cực kỳ bản lĩnh. Chị mong muốn hình ảnh ấy sẽ quay trở lại để đấu tranh với đội của chị. Không những vậy, Hương Giang còn phê bình luôn cả học trò của Kỳ Duyên. Tất cả những bạn thí sinh như robot ở ngoài kia, bao nhiêu thí sinh mà tôi đánh mất vào tay Kỳ Duyên, mất hết dáng đẹp rồi. Tất cả sự năng nổ đó đâu rồi? Sau đó cô tuyên bố, ngày hôm nay tôi ở đây để thách thức các bạn và huấn luyện viên của các bạn. Ngày mai đừng để huấn luyện viên của các bạn phải khóc. Dường như câu nói này hơi có tính động chạm nên Kỳ Duyên đã phản bác lại Hương Giang. Em xin lỗi phải ngắt lời chị, nhưng sự cố gắng của em đến đâu không cần chị phán xét. Khi em bước vào trong này, em đã gạt bỏ hết sĩ diện của mình rồi. Em không đặt nặng thắng thua mà mong các bạn cố gắng hết mình. Sau khi mặc kệ bị ném đá, Hương Giang, Kỳ Duyên vẫn tự tin thị phạm khách quốc cho thí sinh cuộc thi siêu mẫu. Là một trong hai vị huấn luyện viên siêu mẫu Việt Nam năm nay, ngay từ khi công bố, Hương Giang đã khiến nhiều người kinh ngạc bởi trước đây người đẹp không có quá nhiều kinh nghiệm trong ngành thời trang. Tuy nhiên, trong những buổi huấn luyện, với sự thể hiện xuất sắc khi trực tiếp đứng ra chỉ dạy các chân dài, Hương Giang đã chứng minh được mình là một huấn luyện viên có tâm và có tầm. Riêng Kỳ Duyên, với lợi thế từng là huấn luyện viên The Look, cô đã cho khán giả thấy được năng lực, đam mê và nhiệt huyết khi truyền đạt kinh nghiệm cho các chân dài thế hệ tương lai. Tuy là hai đối thủ, nhưng trong những khoảnh khắc hậu trường, cặp đôi luôn vui vẻ, hòa thuận và quan tâm đến nhau. Thậm chí Kỳ Duyên và Hương Giang còn có những khoảnh khắc ôm eo nhau khiến mọi người phải suýt xoa trước vẻ đẹp mỗi người một vẻ 10 phần vẹn 10. Tuy là hai đối thủ, nhưng họ vẫn làm việc rất ăn ý và trong những khoảnh khắc hậu trường, cặp đôi luôn vui vẻ, hòa thuận và quan tâm đến nhau. Thậm chí Kỳ Duyên, Hương Giang còn có những khoảnh khắc ôm eo đầy thân mật. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên và Hương Giang cũng không ngại lăn xả chịu nắng chịu mưa tại Bảo Lộc để hướng dẫn cho các học trò. Đặc biệt, tham gia cuộc thi siêu mẫu nên cặp đôi hoa hậu cũng thể hiện được phong cách thời trang độc đáo, tinh tế của mình. Với các thí sinh, họ đang mang một áp lực rất lớn khi phải thực hiện những thách thức vô cùng khó khăn. Đây sẽ là chặng đường để các chân dài trải nghiệm và có thêm cho mình những kiến thức bổ ích. Và trong dàn thí sinh, khán giả cũng không khó để nhận ra những gương mặt quen thuộc trên sàn catwalk như Xuân Hùng, Khánh Vân, Thu Hiền, Mai Anh. Đặc biệt, các thí sinh không chỉ gây ấn tượng với huấn luyện viên bằng gương mặt ăn ảnh, body chuẩn, khả năng catwalk mà còn phô diễn những tài lẻ của bản thân. Hương Giang đá xéo nhà thiết kế Hà Duy để trả đũa món nợ tố cô làm việc thiếu chuyên nghiệp, bỏ show. Không quên món nợ ngày nào, trong chương trình mới đây nhất, Siêu mẫu Việt Nam, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã có màn đối đáp đá xéo vô cùng gay gắt khi gặp mặt lại nhà thiết kế Hà Duy. Trong tập 3 mới phát hành, ở phần cuối một đoạn cắt nhỏ đã vô tình hé lộ nội dung tập 4 khiến khán giả truyền hình vừa ngỡ ngàng đôi chút lại vừa hứng thú trước câu hỏi của Hương Giang dành cho nhà thiết kế Hà Duy. Theo đó, nữ hoa hậu chuyển giới đã hỏi Hà Duy rằng, khoan, Giang muốn hỏi theo anh Hà Duy, quan điểm của anh thì vedette có nên có người take care, nhắc nhở trước khi ra sân khấu hay không? Hay vedette phải tự mình tìm vị trí cho mình, biết lúc nào phải đi ra? Ngay khi nghe câu nói này, khán giả cũng như các vị huấn luyện viên đồng hành cũng hiểu được rằng câu hỏi này có liên quan đến chuyện cũ, xảy ra vào tối ngày 30 tháng 6, 2018 trước đó. Sau show diễn thời trang ấy, Hà Duy đã lên báo chê trách thái độ làm việc của Hương Giang không hề chuyên nghiệp. Anh cho rằng cô đã không theo dõi xuyên suốt chương trình của mình và để lỡ mất thời điểm ra sân khấu, khiến nhà thiết kế phải cắt bỏ phần trình diễn của cô, đồng thời đẩy Phạm Hương lên kết thúc chương trình luôn. Ngay lập tức, Hương Giang cũng phản pháo rằng cô đã đến show diễn từ rất sớm, thậm chí ngồi yên một chỗ mà không hề lơi là đi làm việc riêng. Tuy nhiên, ekip của Hà Duy đã thể hiện rõ sự thiếu chuyên nghiệp khi không hề có bất cứ một ai lại nhắc nhở hay gọi cô lên trình diễn. Để đến khi cô bước ra hỏi thăm thì chương trình đã chính thức kết thúc. Sau khi nhận được câu hỏi này, Hà Duy cũng đã trả lời, dù chúng ta là một ngôi sao hạng A đi chăng nữa, khi chúng ta trình diễn thì chúng ta vẫn là một người mẫu và chúng ta phải đi theo chương trình đến cuối cùng dù có ai nhắc nhở hay không. vậy anh sẽ không chọn bạn. Kết thúc cuộc đối đáp gay gắt này, Hương Giang đã cho thấy sự thẳng thắn của mình với câu nói mãi mãi chúng ta không thuộc về nhau. Màn đối đáp này của Hương Giang ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ nhiều khán giả truyền hình.